Chào tất cả anh em nhé. Đến với triển lãm lần này thì Trung Bonsai bắt gặp tại một gian hàng của nhà vườn Đức Hạnh. Số điện thoại anh em có thể tham khảo nhé. Đây là một trong những cái cây mà nó khá là cổ rồi, bông tán cũng như là độ già của nó được nhà vườn Đức Hạnh đưa đến với triển lãm lần này. Một trong những cái tác phẩm mà tương đối hoàn thiện, tuổi đời của nó chắc là rất là cao rồi. Để mà có một cái tác phẩm như này, chủ nhân cũng đã mất rất nhiều công sức cũng như tiền của để mà dựng một cái tác phẩm này. Hôm nay là Trung Bonsai cũng muốn chia sẻ cũng như gửi tới tất cả anh em. Anh em nào mà có dịp về đến Hải Hậu thì cứ liên hệ trực tiếp với chủ vườn Đức Hạnh đây. Một trong những cây mà nói về già nhé. Anh em biết là vừa rồi anh Triệu Bùi bán hai tác phẩm già cho anh Năm Bánh Ngọt, anh biết này, cái cây cổ bây giờ cũng đang lên ngôi mà giá trị của nó thì chắc chắn là cũng khá là nhiều, để Trung Bonsai sẽ tham khảo, vì kênh của Trung Bonsai là luôn luôn tham khảo giá để cho anh em có thể là gần xa cảm nhận được. Đây, một trong những cây già đến mức cụ kia là cũng đang nói là khá là già rồi. Đây, bóng dáng cũng như là tuổi tác của cây này, một trong những cây mà hội tụ được nhiều yếu tố ở từ độ mà bay bổng tán cũng được xé rồi, chắc là nhiều tiền đó. Để gọi chủ nhân cho nè. Hai cái tay dưới này, rất là bay, tán rộng nó trên 3 mét đấy. Nhìn thế thôi mà một trong những cây nó khá to. Đấy. Anh em tôi lên đây thì cũng muốn chia sẻ với tất cả anh em cái không gian hàng chợ. Mặc dù hàng chợ năm nay rất là phong phú. Anh Nghị ơi, cây này có giống cây anh Triệu anh mới giao lưu không? Cây này có giống cây của anh Triệu anh mới giao lưu không? Già nhờ. Đồng ơi, hỏi xem là tham khảo giá của cây này bao nhiêu tiền cho anh gái? Đây là một trong những cái cây mà chắc chắn là nếu mà ghi vào hình ảnh nhìn bên ngoài, bộ độ to, độ nghe nói nhà vườn mình có rất nhiều những tác phẩm đẹp. Tác phẩm này cũng là một trong những cây khá là già. Anh em cộng đồng mạng muốn tham khảo xem là nhà vườn mình cái tác phẩm này bây giờ mà muốn gửi tới người đam mê thực sự mà hiểu được giá trị đích thực của nó thì không biết là nhiều tiền đúng không nhỉ? Mình có thể chia sẻ một chút xem cây này nguyên bản của mình hay là mình lấy lại? Cái này mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Rồi. Thực ra là trên cái ống kính thì mình không thể chia sẻ hết được đúng không? Nhưng mà nếu mà ai quan tâm thì chắc chắn là có thể có số điện thoại ở đây, cũng thể alo trực tiếp, vì cây này nó cũng chắc chắn là khá nhiều tiền đúng không? Nhưng mình có ướm được giá khoảng của bao nhiêu? 2,5 tỷ đúng không? Thực ra là cây này nó xứng đáng thôi. Vì thực ra là bộ gốc nó rất là to nhá. Trung Bonsai đây đồng đứng vào so sánh đi nè. Hai anh em đứng vào chụp cái ảnh ấy nhỉ. Đấy, khá là nó to nhỉ. Rồi rồi, ok nhá. Đẹp đó. Già lắm nhỉ. Cái này nãy cụ ấy cũng nói là nó phải trên dưới 100 năm rồi, nhưng mà thực ra là cây thì mình cũng không thể nói trước được, thì anh em cứ xem và cảm nhận thôi. Với những cái cây như này thì chắc chắn là để mà soi lại cho anh em biết là nổi như cái hoa, nổi đốm, nổi như này thì chắc chắn là tuổi đời nó khá là cao rồi. Mà một trong những cái cây cổ như này thì nếu bác nào quan tâm cũng như là muốn có một cái không gian rộng trong biệt phủ hoặc là những ngôi nhà thờ cổ và rộng rãi mới đưa được em nó về. Tàn này cũng phải hơn 3 mét đấy nhỉ? Hơn 3 mét đấy ạ. Hơn 3 mét đấy, thấy không? Mình đây là gian hàng của mình hết đúng không? Đây gian hàng hết. À rồi. Để Trung Bonsai đứt để cho anh em biết là nếu mà bác nào mà thực sự quan tâm đến tác phẩm này thì cứ alo đến số điện thoại đây nhỉ? Số điện thoại Zalo đây. Anh em nào mà thiện chí hơn nữa thì về Hải Hòa, Hải Hậu để cùng chiêm ngưỡng kỹ. Thực ra là nếu mà để mà quay tổng quát cũng như hôm giờ nó ngược sáng thì gió to như này thì anh em tôi cũng chỉ có chia sẻ thôi. Các bác cứ yên tâm là những tác phẩm cổ như này bây giờ cũng không nhiều. Thực ra là bây giờ anh em giao dịch chào quá nhiều. Đặc biệt là hôm qua nhà vườn Triệu Bùi cũng đã giao dịch một cây cổ cũng khá lắm tiền. Đồng mà sân không rộng, sân mà rộng là cũng tác phẩm này về đồng ngay. Đơn giản mà. Anh em xem nhá, cao khoảng độ 1m7, 1m8 đấy. Chiều cao lý tưởng. Bông tán tràn hơn 3 mét. Cây cũng được làm theo phong cách xé rồi. Vừa kết
già thật mặt là nhìn à, bóng tàn đẹp. Xóm này to nhỉ. Đấy, đến màn hình mà Trung Bonsai còn không nhìn thấy màn hình nữa, cố gắng chia sẻ cho anh em biết là với những cái cây này thì Nam Điền chứ nhỉ? Nam Điền xịn, cũng là cây cổ ra. Ngày xưa nó còn tay nào dưới đây được không? Hay là nó vậy luôn? Nó tay dưới lại vắt lên bên này. À, phong phú thật. Già quá. Cái này nhiều tiền không nhỉ? Vừa tiền này ạ. Chưa đến 200. Chưa đến 200. Già lắm rồi. Gió hôm nay to nhá. À, mic thì anh em thiết là nó phao thu âm rất là tốt. Anh em hết sức thông cảm. Già khá là già rồi. Đúng Nam Điền khác không? Lá trắng buốt. Ôi dồi. Tai lạn. Anh em nhìn gió to như này. Ơ kìa, đỡ kìa. Sợ thế. Không, bốc luôn cả rạp luôn. Thấy chưa? Kinh khủng chưa? Chết cái sứ à. Một cái rạp mà nó bốc luôn vậy. Đúng là tai nạn hy hữu của... Ui dồi kìa, không được đâu, vậy cũng được đâu. Ra người nữa đây, kéo đây. Kéo đầu kia đi. Nằm như cái buồm vậy. Vật ngang đây, ôi dạ. Ôi dồi ôi. Kéo vật ngược ra, buồm rồi, ôi dồi. Ra như cánh buồm kìa. Thôi. Tai lạn cây rồi, nghề nghiệp rồi. Gió. Đấy, nhầm đây chưa? Gió rất to nhá. Cuộc chơi nào cũng... Ôi rồi, dần gỗ đang trong này rồi. Ban tổ chức hôm nay đang quay thì xảy ra một cái hi hữu. Nói chung là gió to như này thì các bác hết sức thông cảm. Những chuyện gió to này cũng không quay được nhiều. Tác phẩm tương đối hoàn thiện đây. Đây nếu mà bác nào mà mới chơi mà muốn sở hữu hàng đẹp thì đây là một trong những cây cũng khá là hoàn thiện rồi. Chỉ việc là giá cả đúng hợp lý đúng không? Nó khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? 40 triệu. Hàng già rồi đúng không? Chỉ việc một năm nữa thì khá là đẹp rồi. Mịn tít rồi. Anh em thấy không? Giá cả rất là hợp lý. Dòng xanh Nam Điền mà có những cây mà nó già đồng như này mà đấy, một cây trực cổ đúng không? Cắt đi làm lại rồi. Cũng côn rụt, chiều cao lý tưởng. Cái phôi này mình cũng cắt đi làm lại à? Cái phôi này nhiều tiền không? 200. Nó có đường lối được đúng không? Nét rồi. Nói chung là chủ vườn hôm nay cũng rất là thiện chí, báo giá cho các bác quan tâm rồi. Cái cây cổ này khoảng bao tiền đây? Làm đúng theo phong cách của ông Thọ đây. Ông Thọ ông gặp những cây này ông thích nữa. Đây, một trong những cây làm một quả phúc bên này. Còn đấy là cái vỉ tán. À vỉ tán á? Vâng. Úi dồi. Chắc mặt kia mặt chính đúng không? Vâng. Khoảng bao tiền cái này? 40. 40 vỉ tán tầng làm phong phú đấy. Gió to quá. Cái cây này khoảng bao nhiêu nhỉ? Này 35 triệu. Đây, 3-5 triệu trong cái cây này. Gió to nhỉ, này đúng sợ thật đấy. Bác nào cứ quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho chủ vườn để gửi số Zalo cũng như hình ảnh nó được sắc nét hơn. Hôm nay chúng mình xài cũng chỉ có chia sẻ một chút thôi. Điểm tin tại cái kỳ triển lãm lần này cũng rất mong anh em nào mà có dịp mà thông qua số điện thoại của chủ vườn thì ta có thể là liên hệ trực tiếp thì nó dễ hơn.
một số tác phẩm thì anh em tôi cũng tiện đây để báo giá thôi, chứ còn thực ra là anh em phải nhìn tận mắt chứng kiến cái sản phẩm của anh em thợ làng nghề người ta làm lên thì mới biết được. Chắc có này đưa vào đây thì nó quá chắc. Quá đẹp.